Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, Hưng Yên không chỉ nổi tiếng bởi nhãn lồng mà nay còn nổi tiếng với thương hiệu vải trứng. Đây cũng là đặc sản mới của Hưng Yên trong những năm gần đây. Cuối tháng 5, những quả vải trứng đầu tiên đã có mặt trên thị trường. Mùa vải trứng năm nay sẽ đón nhận những tin vui gì? Làm gì để gìn giữ, nâng tầm giá trị cây vải trứng? Câu trả lời sẽ có trong mục Chuyện từ Phú Hiến của tạp chí Kinh tế Phú Hiến trong ít phút nữa. Còn bây giờ sẽ là những tin tức tài chính thị trường chúng tôi vừa cập nhật. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên mới ban hành các quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của 10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Hiện nay, các địa phương đang tiến hành công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 theo đúng quy định. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện bao gồm những chỉ tiêu chính như diện tích các loại đất phân bổ theo năm kế hoạch thu hồi đất, kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất, kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng. Thực hiện số hóa dữ liệu chuyên ngành phục vụ chuyển đổi số, đến ngày 18 tháng 5, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng cơ sở dữ liệu không gian đối với gần 919.000 thửa đất, xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc tính đối với hơn 472.800 thửa đất và cơ sở dữ liệu hồ sơ quét đối với hơn 148.400 thửa đất. Thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tập trung thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm gồm tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, tăng cường nguồn lực, hạ tầng kỹ thuật để giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, bảo đảm hiệu quả, người dân và doanh nghiệp dễ thực hiện. Bộ Công Thương đã ban hành thông tư 09/2023 sửa đổi điểm C khoản 4 điều 10 quy định giá bán lẻ điện sinh hoạt trường hợp cho sinh viên và người lao động thuê nhà. Bên thuê nhà không phải là một hộ gia đình. Đối với trường hợp bên thuê nhà có hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú, thường trú thì chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện bên thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện. Trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3 từ 101 tới 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ. Trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện. Cứ 4 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt. Cụ thể, 1 người được tính là 1/4 định mức, 2 người được tính là 1/2 định mức, 3 người được tính là 3/4 định mức, 4 người được tính là 1 định mức. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6 năm 2023. Ngân hàng Nhà nước đang đề nghị các ngân hàng quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện gói hỗ trợ lãi suất 2%. Tính đến nay, trong số 44 ngân hàng thương mại được thông báo hạn mức hỗ trợ lãi suất, có 32 ngân hàng đã có phát sinh số tiền hỗ trợ lãi suất. Tính đến cuối tháng 4, doanh số hỗ trợ lãi suất đạt hơn 105.000 tỷ đồng, dư nợ đạt gần 52.000 tỷ đồng. Số tiền đã hỗ trợ khách hàng lũy kế từ đầu chương trình đạt khoảng 409 tỷ đồng. Đây là con số khiêm tốn, vì vậy, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng phải có trách nhiệm từ nay đến cuối năm, chủ động tiếp cận, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ, hỗ trợ lãi suất theo quy định, không bị động ngồi chờ khách hàng đến. Từ đầu năm đến nay, đã có rất nhiều chính sách thúc đẩy phát triển xây dựng, tăng nguồn cung nhà ở xã hội. Một trong những chính sách quan trọng là Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chỉ đạo các ngân hàng triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng từ ngày 1 tháng 4 năm nay. Theo quy định, 120.000 tỷ đồng sẽ cho chủ đầu tư và người mua nhà, dự án nhà ở xã hội, nhà cho công nhân vay. Theo đó, lãi suất chủ đầu tư đang được vay là 8,7% trên năm trong tối đa 5 năm và người mua nhà là 8,2% trên năm trong 3 năm. Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng triển khai, gói tín dụng 120.000 tỷ đồng dành cho nhà ở xã hội vẫn chưa phát sinh dư nợ, nghĩa là chưa có đồng vốn nào được cho vay ra. Mặc dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến thời điểm thu hoạch nhãn chính vụ, nhưng hiện nay, một số vườn nhãn trong tỉnh Hưng Yên đã cho thu hoạch nhãn chín sớm với mức giá dao động từ 50.000 đến 60.000 đồng trên kg, cao gấp từ 3 tới 4 lần so với chính vụ. Đây là thành quả của người nông dân khi ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, điều khiển nhãn ra hoa, đậu quả trước thời vụ, góp phần nâng cao hiệu quả canh tác, giảm áp lực thị trường tiêu thụ. Hiện nay, toàn tỉnh có gần 5.000 ha nhãn các loại, trong đó diện tích nhãn chín sớm chiếm khoảng 7%, tập trung ở các huyện Kim Động, Tiên Lữ, Phù Cừ và thành phố Hưng Yên.
Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền cho các chủ xe và lái xe về các quy định trong việc chở hàng hóa, nhất là việc nghiêm cấm chở hàng hóa quá khổ, quá tải lưu thông trên đường, bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát hoạt động của xe quá tải, cơi nới thành thùng trên các tuyến giao thông trọng điểm như đường tỉnh 378, quốc lộ 5, quốc lộ 39, đường tỉnh 379. Qua đó, phát hiện xử lý 229 trường hợp ô tô tải cơi nới thành thùng chở hàng vượt quá tải trọng cho phép với tổng số tiền phạt trên 1,6 tỷ đồng. Thưa quý vị, những ngày này, người trồng vải tại xã Đa Lộc, huyện Ân Thi đang tất bật thu hái những trái vải trứng đầu tiên cung ứng ra thị trường. Thời tiết thuận lợi, các hộ sản xuất lại tiếp tục đón nhận vụ vải trứng được mùa, được giá, khiến người trồng vải phấn khởi. Hợp tác xã vải trứng Hưng Yên tại thôn Bình Nguyên, xã Đa Lộc, huyện Ân Thi hiện nay có gần 50 hectare trồng vải trứng, trong đó diện tích trồng vải trứng đang cho thu hoạch đạt trên 3 hectare. Năm nay tỷ lệ đậu quả đạt cao, sản lượng vải trứng ước đạt khoảng 35 tấn, cao hơn năm trước gần 20 tấn. Khách hàng tới chủ yếu là đặt và đánh giá chất lượng và mẫu mã và hình thức đạt chất lượng tốt. Bắt đầu mới thu đầu vụ, thì trong đó như vậy là lượng khách mấy năm nay là đến đăng ký rất là nhiều. Thì cái khối lượng ấy là bây giờ số lượng người mà đăng ký thêm nữa là cũng không đủ đáp ứng. Năm nay nó có thời tiết cho phép quả chất lượng cao hơn, vừa to vừa đẹp, giá thì năm nay vẫn ổn định như năm ngoái, nhưng chúng tôi bán xuất nên là bình quân là 101 một kg. Hưng Yên hiện có khoảng 230 hectare trồng vải trứng. Loại quả đặc sản này được trồng chủ yếu tại huyện Phù Cừ và một phần diện tích ở huyện Ân Thi. Không chỉ được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng, năm 2012, lần đầu tiên quả vải trứng Hưng Yên được xuất khẩu sang châu Âu đã nhận được những phản hồi tích cực. Thị trường thị hiếu của châu Âu, của EU thì họ đánh giá về cái vải trứng Hưng Yên, loại vải có cái sức hút đặc biệt nhất. Thứ nhất là về cái mẫu mã, nó đẹp, to, tròn, nó giữ được cái mã. Hai, cái thớ nó dày. Ba, hạt đẹp, ăn có vị ngon. Thưa quý vị, vải trứng Hưng Yên trong những năm gần đây thì đã trở thành một trong những đặc sản mới của tỉnh Hưng Yên, và sản phẩm này thì rất được quý khách hàng ưa chuộng. Vậy thì làm gì để nâng cao chất lượng của quả vải trứng, khẳng định được thương hiệu vải trứng trên thị trường nông sản? Chúng ta hãy cùng nghe những nhận xét đánh giá về vấn đề này. Chúng ta đã tiếp cận với thị trường quốc tế, giá thành sản phẩm xuất khẩu mang lại lợi nhuận cao hơn. Thì với lĩnh vực chuyên môn của chúng tôi ấy, thì chúng tôi tập trung chủ yếu là lựa chọn những cái vùng có diện tích trồng vải tập trung quy mô từ 10 hectare trở lên. Căn cứ vào những cái vùng đó thì chỉ đạo Chi cục Bảo vệ thực vật cử cán bộ chuyên môn xuống phối hợp với các hợp tác xã, các nhà vườn thực hiện các biện pháp kỹ thuật theo yêu cầu nước nhập khẩu, đăng ký với Cục Bảo vệ thực vật để cấp mã số vùng trồng, từ đó cung cấp thông tin cho đất nước nhập khẩu. Sau khi đã có được cấp mã số thì chúng tôi tiến hành các biện pháp tập huấn cho bà con nông dân để thực hiện các khâu kỹ thuật, trong đó đặc biệt lưu ý đến cái việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Căn cứ những cái kết quả đã đạt được thì bước tiếp theo là sẽ mời tổ chức chứng nhận để tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cái biện pháp kỹ thuật của bà con nông dân. Trên cơ sở kết quả phân tích mẫu sản phẩm đạt yêu cầu thì cấp chứng nhận vùng trồng đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Chúng tôi cũng phối hợp với các địa phương và chỉ đạo cơ quan chuyên môn hỗ trợ cho các cái vùng trồng thành lập các tổ hợp tác là đầu mối thay mặt cho các hộ nông dân để ký kết hợp đồng với doanh nghiệp có khả năng để xuất khẩu sản phẩm. Để quả vải đến người tiêu dùng mà an toàn thì với bà con, thứ nhất là trong quá trình sản xuất ngay từ ban đầu phải thực hành tốt cái quy trình sản xuất nông nghiệp tốt. Ở đây là phải chăm bón rồi phòng trừ dịch bệnh theo quy định. Thứ nhất là sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoặc là phân bón trong danh mục được phép. Thứ hai là trước khi thu hoạch
thì bà con phải kiểm tra lại cái sổ ghi chép, nhật ký các cái thuốc bảo vệ thực vật đã đến đủ thời gian cách ly để cho ra quả vải chất lượng đảm bảo an toàn nhất. Khi thu hoạch thì bà con cũng phải lưu ý là thu hoạch và sơ chế để ở những cái nhà xưởng, cái khu vực đảm bảo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, và chứa đựng vào những cái bao bì sạch sẽ và hợp theo quy định của nhà nước. Khoảng 5 năm trở lại đây, quả vải trứng bắt đầu được nhiều người tiêu dùng biết đến cho hiệu quả kinh tế cao. Việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất đã thành chủ trương lớn của địa phương nhằm tạo hướng đi vững chắc cho sản phẩm. Ủy ban nhân xã đã thường xuyên phối hợp với các ban ngành đoàn thể từ huyện đến tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con. Thứ nhất là về vùng chuyển đổi thì chúng tôi tập trung là tạo điều kiện về cơ sở tầng, ví dụ đường nông thôn, đường ra đồng. Cái thứ hai nữa là phối hợp với các ban ngành đoàn thể như Sở Khoa học Công nghệ, Phòng Nông nghiệp để làm sao tuyên truyền cho bà con chuyển đổi khoa học kỹ thuật là thường xuyên, nhận thức được cái cây vải trứng này là có giá trị kinh tế cao. Từ đó thì để tuyên truyền cho từ thôn này sang thôn khác để có cái hướng là định hướng và nhân rộng cái vải trứng này ra, và phối hợp tạo điều kiện cho các cái cơ quan và đặc biệt là một số cái doanh nghiệp để xuất khẩu cái vải trứng này ra nước ngoài. Giá cả thì là từ năm trước đến năm nay thì vẫn ổn định, thấp nhất là từ 100.000 một cân trở lên. Vậy bà con nông dân, các hộ sản xuất đã làm gì để nâng cao giá trị của cây vải trứng? Hãy cùng nghe họ chia sẻ. Áp dụng theo cái kinh nghiệm của gia đình sản xuất đến bây giờ là 25 năm trồng vải, và áp dụng theo khoa học của Sở Nông nghiệp và Sở Khoa học Công nghệ, Chi cục Thực vật hướng dẫn biện pháp chăm sóc phun thuốc, hai cái tác động lại thì cái hiệu quả mỗi ngày được tăng lên. Nếu như mà mình không kinh nghiệm thì kể cả từ phun thuốc cũng sẽ dẫn đến cái việc ảnh hưởng năng suất và ảnh hưởng đến hoa trái. Phun thế nào và thuốc thế nào, thuốc ở đâu, thuốc gì, phun theo từng đợt đấy thì nó mới có hiệu quả. Còn nếu như không nắm được và không có cái kinh nghiệm thì nó dẫn đến cái việc thành quả nó không cao. Nếu trồng theo phương pháp truyền thống, cây vải trứng sẽ khó đậu quả, năm được mùa, năm mất mùa. Chính vì thế, nhiều hộ nông dân chăm sóc cây vải trứng theo phương pháp kỹ thuật mới với quy trình Việt Gáp. Dự kiến vụ vải năm sau, diện tích cho thu hoạch sẽ cao hơn và số lượng vải trứng đáp ứng ra thị trường sẽ nhiều hơn. Vải trứng Hưng Yên của hợp tác xã chúng tôi đã đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, áp dụng khoa học công nghệ vào cái cây vải này ấy, thì xã viên làm nắm được thì áp dụng cũng một cách đơn giản thôi. Cơ bản phải theo quy trình, theo dõi cây hoa quả nó phát triển hàng tháng này này, để ta điều chỉnh cái công nghệ khoa học vào như phun thuốc sâu, dùng thuốc rồi xử lý các yếu tố khác. Cho nên nông dân tiếp thu khoa học kỹ thuật vận dụng vào trên thực tế thì những năm gần đây là cái vải trứng Hưng Yên đạt năng suất cao, và nhất là năm nay thì nó sẽ năng suất gấp 3 đến 4 lần những năm trước. Đến bây giờ là 6 năm, hầu như cái cơ bản ấy nhà là chưa đủ phục vụ cho khách. Kể cả năm nay cả hợp tác xã 35 tấn, tôi là người đứng mua cả cho dân và cả sản lượng của gia đình khoảng 12 tấn, nên là chưa gặp khó khăn về cái việc tiêu thụ. Các hộ nông dân trong các vùng trồng vải thì tiếp tục tuân thủ chặt chẽ các biện pháp kỹ thuật của các cơ quan chuyên môn hướng dẫn trong việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng, giảm cái tỷ lệ sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hóa học, tăng cường sử dụng những sản phẩm hữu cơ vi sinh để từng bước nâng cao chất lượng và cải thiện mẫu mã bao bì của sản phẩm để hỗ trợ cho việc tiêu thụ được thuận lợi hơn. Thời gian tới, đòi hỏi nhà vườn phải tiếp tục chăm sóc cây vải trứng theo quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo đúng kỹ thuật để vải trứng Hưng Yên có thể trở thành mặt hàng xuất khẩu cho giá trị kinh tế cao. Quý vị và các bạn thân mến, điều kiện thổ nhưỡng đã tạo nên những nét khác biệt, kết hợp với việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác tiêu thụ, ý thức giữ gìn, nâng cao thương hiệu của các hộ sản xuất. Hy vọng rằng vải trứng của Ân Thi nói riêng, cây vải của Hưng Yên nói chung sẽ được người tiêu dùng gần xa biết đến và đón nhận, trở thành mặt hàng xuất khẩu có giá trị kinh tế cao. Tới đây, tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại. Cảm ơn sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Công ty Bảo Việt Hưng Yên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 20:15 thứ bảy tuần sau.